Chào mọi người đã trở lại đến với kênh G Cao Thủ của mình. Và hôm nay mình sẽ chơi một trận đấu hạng và cầm Natarock đi lên rừng. Thì theo các bạn biết thì trận đấu này hai bên hầu như là đều danh S và danh E hết rồi, bậc S bậc A hết rồi. Trận đấu này khá là căng thẳng khi mà tem bạn rất là trâu, càng với lên là càng trâu với Ormarr, Toro, xong đến Gidu nữa. Ba thanh niên này mở combat thì cực kỳ chất. Rồi vào trận rồi. Với trận đấu này team mình có Natalia, Ormarr, Gidu, Violet và Natarock. Đây là chỉ là nói chung là team mình cũng gọi là lết, nhưng mà so với lết team bạn thì không thể nào ăn được. Nào giúp dưng mình nào. Lâu lâu không vác thanh niên Natarock này vào đánh hạ. Gidu. Vai Gidu. Vâng. Toro cho bạn ra canh dòng rồi. Theo đúng tính chất thì danh của mình đang là danh kim cương. Thế nên là đánh trận nào đi chăng nữa thì cũng có sự đột phá mới, không như mấy cái danh đồng vàng. Vì là lên danh kim cương cao thủ rồi thì tất cả các thanh niên đều rồi. Một mạng cho mình rồi, chiến công đầu. Phải nói mà chiến công đầu rồi. Hay quá. Mới phút đầu tiên thôi. Hai mạng luôn, double tap. Mới phút thứ 1 mình ăn được hai mạng luôn. Khi mà mình đang nói là về vấn đề là đánh danh này, tính chất là một con bùa rồng rất là lợi. Gidu làm sao nữa, nó nằm xuống chứ còn sao nữa. Ba mạng luôn, nhưng mà mình chỉ là ăn hai mạng và hỗ trợ một mạng thôi. Thế là cũng khá là ngon rồi. Khi mà Gidu đây, Toro đây, Toro lại mải mốt ăn con gì đây. Ôi ôi. Thôi, vật vã, thật là quá là vật vã. Khi mà mới phút thứ đầu team mình đã giành được những cái lợi thế nhất định rồi. Tiếp tục sẽ đến hỏi thăm cái con bùa xanh. Từ đầu trận đến giờ chưa nhìn thấy nó. Vì khi mình mở đầu trận đấu này là mình ăn con bùa đỏ đầu tiên. Các bạn có thể tùy theo thôi. Thích ăn bùa xanh bùa đỏ thì tùy thôi. Mình sẽ ăn bùa đỏ đầu tiên để giúp farm rừng một cách dễ dàng hơn, đỡ bị thọt. Đánh nhau to thế nhở. Chưa chi ra ô hết mít này. Từ từ đợi cái nào. Cướp nốt rừng đã. Thực ra các bạn đánh rừng thì nên tập trung chủ yếu sang cướp rừng tem bạn để giúp cho mình không bị thọt và giúp cho rừng tem bạn thọt một cách rất là phê. Rồi, hay lắm. Ồ mẹ, ui tí nữa thì mình đi siêu Việt rồi. Một hit nữa thôi là đi. Một phin hit nữa thôi là đi. May là Ormarr pha đấy nó cũng giúp đỡ bằng pha hồi máu. Không sao. Khởi đầu một trận hạng như này, thế này là khá được rồi. Với vị tướng Nakroth này thì cực kỳ cơ động. Hầu như các bạn đánh danh đi, hầu như đều có thanh niên Nakroth này trong những cái trận danh. Vì cái tỷ lệ gánh tem của Nakroth ngay lúc đầu thôi là khá là cao rồi. Với thanh niên này cơ động nên là ganh để có những cái điểm số nhất định về mạng thì rất là dễ dàng. Đây rồi, vừa có một mạng đến từ tem bạn rồng à. Chưa chi đến nữa rồi, hay quá nhở. Thôi, Toro rất là thông minh khi mà móc ra đằng sau của Natalia, đỡ bị ăn kia laser. Nào mấy thanh niên ăn rồng, úi giời ngon thế. Rồi thằng AD, mày chạy đâu. Một mạng cho mình, bá đạo rồi. Bá đạo rồi. Nhảy nhót từ trên phần đường kinh công đến phần đường rồng. Ăn cũng khá khá khi mà tem ăn 6 mạng. Hiện tại mình ăn 4 và hỗ trợ 1. Hay quá. Này thì một thanh niên lạc lối lạc trôi này vào một mạng siêu Việt ra đi. Trận hạng này có vẻ rất là dễ dàng rồi. Rồi, bình tĩnh rồi. Trận này đánh cứ bình tĩnh thôi, tại vì là team mình đang hơn về lợi thế mà. Đi ganh đối với Natarock là cực kỳ dễ. Khi mà chiêu của Natarock, cái chiêu đầu của nó là hất tung, xong đến cái chiêu cuối của nó này cũng làm hất tung luôn, ngoáy một đường kiếm cơ bản và hất tung đối phương, chịu một sát thương cực kỳ khỏe. Đây rồi, anh tới đây. Ô mẹ, ôi giời, ngon thế. Một hit thôi là đi. Ngon chưa? Ô ma đâu rồi? Ô ma còn rất là ít máu. Ôi thanh niên này biến về à? Biến về ngang này. Ui tí nữa thì mình đi. May là vào đây mình xử lý kịp thời. Gidu kìa, Gidu bị đuôi rồi. Mắt đuôi à, xong nhìn thấy mình. May quá. Ở đây nhờn này, truyền thuyết. Ôi giời, phải công nhận pha đấy mình xử lý ảo quá nhờ. Công nhận là pha đấy mình xử lý rất là ảo. Băng vào trụ đầu tiên, pha đầu tiên thì không hạ được Gidu. Nhưng mà thanh niên này vẫn còn nhờn với mình. Đứng tiến về, kiếm được một mạng. Pha đấy là cũng cực kỳ sung sướng. Khi mà mình có một pha xử lý cũng gọi là rất là ảo. Đấy các bạn có thể nhìn thấy trụ của pha, trụ không cả kịp bắn mình luôn, chỉ là cái tia thôi còn không kịp bắn. Giao tranh nhà anh tới đây. 5-0 này đã gọi là xanh như này thì gánh tem thiếu sức rồi. Ui đông thế, tem đâu hết rồi. Căng quá nhờ. Đây rồi, Oma mở combat đi. Oma ơi, Oma kìa. Ôi Toro cái bạn AD làm sao đấy, AD chứ thằng ngáo vậy, lao ngay vào cái lúc còn rồi. Huyền thoại rồi, huyền thoại mới phút thứ 6 huyền thoại rồi. Ngon đấy, double tap rồi, ngon này. 3 mạng rồi, hat-trick rồi. Không nên liều thôi. Violet ra đấy thế mà còn hạ được mình luôn, lên bảng điểm số quá là cay cú. Hat-trick, và đấy là mình ham quá. Và đấy mà ăn được tem tắc kín phải ngọt nào không? Không sao, trận đấu này thì Gidu 02, Natalia hiện tại 02 rồi. Tem chỉ có mỗi mình và Violet ăn mạng thôi. Trong đó mình đóng góp 8 mạng và 2 mạng hỗ trợ. Tem thì ăn được 11 mạng. Lúc đầu thì rất là dễ dàng nhưng cảm tưởng hiện tại tem bạn đã đánh lại bình thường rồi. Không còn như lúc đầu nữa, đã lấy lại thế cân bằng. Ui siêu Việt, ui con bò nó kia, nó mặt trâu thì thôi, tí nó thì vỡ mồm luôn. Từ từ thôi bà con. Căng thế. Đây này, đợi anh tới anh móc thì thôi, thằng AD mà chạy đâu. AD bắn muốt vậy. Ui giời ơi, tí nữa thì ta đấy có mở manga là ra hỗ trợ rất là kịp thời. Không là pha đánh ăn của bá đạo cho Toro. Toro đánh vị trí hỗ trợ thôi mà sao mà xanh đấy nhở. Vâng, thôi bỏ đi, có bóng dáng của thanh niên châu kia rồi. Khi các bạn lên được cái quỷ kiếm thì cái độ hút máu từ món đồ này mang lại sẽ giúp cho các bạn đánh vị tướng sát thủ đi rừng gì thì không cần phải biến về làm gì cả. Thấy chưa? Do tem mình lợi thế về mạng rồi nhưng mà combat vẫn là thua tem bạn một cách rất là rõ rệt. Chơi này, bắt con bò hoang này, bò lạc. Bắt con bò lạc nhanh lên. Tôi tầm man ra, thằng AD nó đằng sau phải bắt làm sao thằng AD kia kìa. Đánh công chủ tế lại thua rồi. Trâu thế. Vai. Tí nữa thì mình hy sinh. AD kìa. Thật là khó hiểu khi mà AD mình đi đẩy lẻ đấy kia. Giờ combat tôi còn đi đẩy lẻ làm cái gì nữa. Combat tôi đến nơi rồi, tem bạn thua ngược á. hầu như trận đấu này đều là do mình ăn mạng thôi. Thế nên là tem mình trông như vậy thì gọi là phế đấy, không xanh gì đâu. Vì sát thương là đều là do mình hết rồi, tại vì là mạng này là đều là mạng mình ăn. Thế nên nói chung là tem vẫn chưa được cái mạng nào. Tem rất là phế. Ui, tầm nó ban gà. Chối quá nhờ. Manga rất là lết luôn. Đây AD bắt cửa chứ làm sao. Rồi, đây là chúng ta cùng xem cuộc 2 cân 1, 1 cân 2. Vâng, hai thanh niên Violet đã phải nằm xuống rồi. Dù sao thì và đấy 2 đấu 1, 1 đấu 2 thì cũng đổi mạng được, thì Violet mình cũng gọi là khá. Mình đã chính thức trận đấu này đang nghiêng với hiện tại, với thời điểm hiện tại thì trận đấu đang nghiêng một tầm rất là rõ rệt về tem bạn. Lợi thế đang nghiêng về tem bạn, nghiêng về combat, nghiêng về nói chung thì biết ngay combat không thắng ở đâu. Giờ chỉ có ăn kinh công thôi. Kinh công thì may ra còn thắng được, mà combat như này thằng Toro nó trâu như thế kia. Bắt được Morgana là một cách rất là khó khăn, khi mà Morgana có cái chiêu, nó có cái chiêu hồi máu. Chiêu 2 của Morgana và ulti nó kết hợp lại thì hồi máu thì không thể là huyền thoại rồi. Còn là không thể tin nổi thanh niên bò kia đang gánh tem. Ôi ơi, em xin lỗi, xin người chết rồi, vai đen. Ui rồi, xong rồi, thôi bị chặn đầu chặn đít rồi. AD tem mình về rất là nhanh. Thôi tự xét thôi, tình hình này thì tự xét thôi. Qua được không? Vãi! Thôi chấm hết. Khi mà hai cái trụ bắn liền lúc, mình quả đấy đáng nhẽ là mình phải sử dụng cái chiêu thứ 2 để lướt cho nó nhanh, chứ còn mình nhảy như vậy vẫn bị trụ bắn. Từ trận đấu đến giờ là chưa được phát combat ở đâu, hầu như là đều là AD đi lẻ thôi. Đấy, như này thôi kìa, Gidu kìa, Gidu và Ormarr các bạn còn tí máu thôi. Double tap, đùa chán thế cái trận đấu kìa. Cố gắng ngay lúc đầu rồi buông xuôi phần giữa. Giai đoạn giữa game này buông xuôi thế này chán chối tỉ cái game này luôn. Hôm nay là ngày gì không biết, là mình đánh đen thế không biết, nó đánh toàn thua là thua. Thua liên toại, kéo trận đấu này là thua nốt thì thôi. Vì là thua lắm. Natalia đâu ra đây, Natalia ra đét nhà đi kìa. Vãi nồi, còn đúng 1 hit nữa là đi. Tí nữa thì hy sinh. Truyền viết rồi. Thôi, đắng là mề. Ui ơi, căng vậy. Vâng, Ormarr bị trụ bắn rất là đau. Vâng, thua rồi. Nhà chính đã nổ rồi, quá là xót xa. Lag luôn. Lại thua một trận đấu rất là cay cú. Giành kim cương các. Vâng, chỉ là 15 và 19 thôi, số mạng vẫn gọi là rất là xích sao. Mà tem mình Gidu 05, Natalia 06, gánh vào niềm tin là tem chỉ có mỗi mình Natarock và Violet xanh thôi. Còn tem bạn thì rõ là phế, Ormarr phế và Gidu phế, nhưng mà cũng thiên về hỗ trợ rất là trâu rồi, được thanh niên Toro nữa. Vâng, thua rồi. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tạm biệt.